Ok, tiếp tục mình bước đến bài, mình sẽ tiếp tục với bài đọc thứ hai nhé. Bài đọc thứ hai này thì sẽ có 8 câu từ câu 24 đến câu 31. Và bài này thì nói về cái gì? Nói về những cái hướng dẫn cho hành khách đi trên máy bay có thể tăng cái khả năng sống sót của mình. Ok, mình bắt đầu bài nhé. Chị sẽ vẫn như thường lệ vẫn highlight lại những từ mới, những cấu trúc và những cái cách viết hay của tác giả. Ok, theo như cái thống kê về theo như thống kê của nền công nghiệp máy bay ấy, thì có khoảng 90% vụ tai nạn máy bay thì có thể sống sót hoặc là được sống sót một nửa, đúng không? Và nhưng mà hành khách thì cũng có thể tăng cái cơ hội sống sót của mình bằng việc học và làm theo những cái bước sau này, những cái bước sau đây. Những cái chuyên gia này, những người chuyên gia này thì nói rằng là bạn nên đọc trước này và nghe về cái hướng dẫn an toàn bay trước khi mà cất cánh, từ check off mang nghĩa là cất cánh nhá, và hỏi những câu hỏi mà nếu mà bạn chưa chắc chắn về chưa chắc chắn đúng không nào, tức là nếu bạn có thắc mắc gì thì hãy cứ hỏi đi, kiểu như thế. Bạn nên fasten, nên thắt chặt cái dây an toàn ở thấp ở dưới 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 mép bụng, dưới bụng ấy, và thắt chặt nhất nhất có thể, đúng không? Và dĩ nhiên rằng là bạn cũng nên học cách để có thể tháo nó ra, đúng không nào? Trong suốt cái quá trình mà cất cánh hoặc là hạ cánh thì bạn được khuyên là giữ chân thẳng ở trên cái sàn này này, giữ chân thẳng ở trên sàn. Trước khi mà cất cánh thì bạn nên giữ mình ở cái vị trí mà gần cái lối ra nhất, đúng không nào? Và một cái vị trí lối ra nữa, và đếm cái số hàng, xem số hàng ghế giữa bạn và cái lối ra đó để có thể chắc chắn rằng là bạn có thể chạm tới cái lối ra, đúng không nào? Chạm tới lối ra ở trong trong bóng tối nếu mà cần thiết, đúng không? Và trong trường hợp rằng là bạn được cảnh báo trước là có tai nạn thì bạn nên đặt tay mình ở trên đầu gối và giữ đầu thấp xuống, đúng không nào? Đến khi mà máy bay này đã dừng hoàn toàn, đúng không? Nếu như smoke, nếu như mà khói có ở trong cabin ấy, thì bạn nên giữ đầu mình thấp và bao quanh, tức là giữ đầu mình, tức là bao bao quanh cái mặt mình ấy, với ví dụ như là khăn khăn ăn này, khăn để lau miệng ấy, hay là khăn, hay là quần áo, đúng không nào? Nếu cần thiết, nếu có thể thì làm ướt chúng để có thể tăng cái sức bảo vệ cho mình trước khói độc, đúng không? Trước cái việc mà hít thở khói để thoát nạn nhanh nhất có thể thì hãy theo những cái cách sau đây, và đừng đừng nhá, không được mang theo hành lý bên mình. Không nên nhảy vào cái phần trốn thoát bởi vì nó đã được cái gì đấy? Inflated là gì? Là bơm đầy khí rồi, đúng không? Và khi mà bạn nhảy thì để đặt, tức là giữ cho cái chân và cái tay được được xoáy ra, đúng không? Ngay trước mặt bạn, đúng không nào? Và khi bạn chạm đất ấy, thì nên di chuyển khỏi cái máy bay nhanh nhất có thể và nhanh nhất khỏi cái đám khói từ những cái mảnh vỡ, đúng không? Rồi, ok chưa? Thế mình đi vào bài luôn nhá. Câu 24 hỏi là gì? The main topic là cái chủ đề của bài văn, đúng không? Chủ đề của đoạn văn thì ta có the procedure, nghĩa là gì đấy? Là cách làm, là cách tẩu thoát. Câu này chưa hẳn, đúng không? Tại vì là cách tẩu thoát chỉ có một phần, chỉ mới là một phần thôi. Và cách tẩu thoát chỉ là cái phần 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 dưới thôi. Phần trên thì tác giả đang nói về là gì? Bạn nên hỏi trước này, bạn nên hỏi nếu mà cần thiết và lắng nghe kỹ cái safety instruction là gì? Hướng dẫn an toàn bay, đúng không nào? Đó, thì cái đáp án A nó không bao bao gồm hết cái ý của bài này, mình loại nhá. Đáp án B là gì? Hướng dẫn để có thể tăng cái khả năng sống sót của hành khách. Câu này chắc chắn đúng rồi, bởi vì sao? Ở câu đầu tiên, ở những câu đầu tiên đã nói rằng là gì? Can increase the chance of survival by learning and follow certain tips, đúng không nào? Thì là những cách hướng dẫn để tăng khả năng sống sót của hành khách. Ok chưa? Tiếp theo câu 25 ta có là gì? Hành khách, những người đi ấy, những người mà di chuyển trên máy bay ấy, thì được kêu gọi là phải đọc và nghe những cái hướng dẫn an toàn bay như nào. Nếu mà có khói ở trong cabin, câu này sai. Mình xem trong bài xem nào.
before take off, em nhìn thấy không? Before take off tức là trước khi mà cất cánh, đúng không nào? Tiếp theo mình có câu 26 là gì? Những người mà di chuyển bằng máy bay này thì nên giữ chân thẳng ở trên sàn như nào đây? Giữ chân thẳng ở trên sàn. Các em có nhớ cái cụm này không? Có đúng không? Có trong bài rồi, đúng không nào? Mình tìm nhá. Đâu rồi? Đây. Advised to keep your feet flat on the floor, đúng không nào? During takeoff and landings. Ok. Suy ra đáp án của câu này sẽ là gì? D, đúng không nào? Trong suốt cả quá trình cất cánh và hạ cánh. Tiếp theo mình có câu 27 là gì? Theo đoạn văn thì cái lối ra nên cái lối ra nào mà những hành khách nên nên định hình trước khi mà cất cánh, thì chúng ta có đoạn A là gì? Những cái mà với hàng ghế được đếm giữa chúng. Cái câu B là gì? Là cái gần nhất. Câu C là hai cái gần nhất. Và câu D là gì? Là những cái mà được có thể tìm thấy trong bóng tối. Thì câu này là gì đấy? Đáp án của câu này là gì? Là hai cái hàng ghế gần nhất thôi. Tại vì sao chị lại nói cái này? Tại vì mình chú ý vào cái phần mà người tác giả ghi nhá. Tác giả có viết về cái vấn đề exit. Đâu rồi? Exit đâu nhỉ? Đây. Trước khi mà cất cánh thì bạn nên ở cái vị trí mà định hình được cái lối ra gần nhất và một cái lối ra khác nữa, đúng không? Một cái lối ra thay thế cho cái lối ra gần nhất đấy, và đếm cái số hàng đếm số hàng ghế giữa bạn và cái lối ra và những lối ra để bạn có thể tìm thấy chúng trong bóng tối nếu mà cần thiết, đúng không? Tức là phải định hình được hai cái, một là the nearest exit và hai là an alternative exit, đúng không nào? Đó thì đáp án C sẽ là đáp án hợp lý nhất. Ok, tiếp theo mình có câu 28 thì từ dâm nó sẽ thay thế cho cái nào? Chắc chắn là exit rồi, đúng không? Như lúc nãy chị vừa dịch thì chắc chắn là exit rồi. Tiếp theo câu 29 ta có là gì? Có thể suy ra từ đoạn văn rằng là những người mà có thể sống sót khỏi những đám lửa ở máy bay ấy, nếu mà họ như nào? Câu A là gì? Không hút thuốc gần máy bay, câu này không được nhắc tới. Câu B là gì? Đọc những cái thống kê về an toàn, cái này cũng không nhắc tới luôn. Câu C là đeo cái dây đai an toàn, câu này không nhắc tới, không được nhắc tới trong việc mà có thể sống sót qua những cái đám lửa, mà câu này sẽ là gì? Keep your head low. Tại vì sao chị nói như thế? Tại vì này, nhìn giúp chị nhá, giúp chị ở câu if smoke is present in the cabin, đếm cho chị dòng 7 trong đoạn văn nhá. If smoke is present in the cabin, you should keep your head down, đúng không? Should keep your head down. Ok chưa? Tiếp theo câu 30 ta có là gì? Những du hành khách đi bằng máy bay thì nên thì được khuyên là làm theo những điều sau, trừ câu A là gì? Hỏi những câu hỏi về việc an toàn, đúng không? Nếu mà chúng ta chưa hiểu cái gì thì chúng ta có thể hỏi. Câu B là gì? Định hình được cái lối ra gần nhất. Câu C là gì? Thắt dây an toàn trước khi bay. Và câu D là gì? Mang theo những dụng cụ trong cái trường hợp khẩn cấp. Thì câu này chắc chắn là sai rồi, đúng không? Tại vì sao? Người ta đang còn khuyên là gì? Do not, đúng không nào? Do not take personal belongings with you, đúng không nào? Đó, thì câu 30 đáp án sẽ là D nhá. Tiếp theo câu 31. Câu 31 ta có từ inflicted này sẽ bằng nghĩa với từ gì? Thì từ inflicted này sẽ bằng nghĩa với từ expand, nghĩa là thổi phồng, làm phồng lên. Đó, ok chưa? Rồi, mình đã xong bài đọc thứ 2, bài đọc 8 câu. Tiếp theo, mình sẽ đến với các phần khác nhé.